Hello, xin chào tất cả mọi người. Hôm nay thì mình sẽ tiếp tục solo squat và nhảy trường học nha. Vâng, điểm đến lý tưởng. Nhưng cơ bản thì squat rất ít người vào đây. Cao lắm thì chỉ có 1-2 team thôi. Còn trung bình thì chỉ có vài người, không ăn thua. Ok, không biết là duo với lại solo thì nó có đông hơn không? Chắc có một dịp nào đấy mình sẽ test thử. Ủa không ai này. Mà mình vừa chợt nhớ ra là mình chưa chơi solo trận nào. Đang ở mức rank cùi bắp nhất. Như thế thì vào gặp toàn boss thôi. Chứ phải cày lại. Khá là lâu đây. Ui dồi ôi, cứ tưởng súng to cơ. Cái định mệnh đáp xuống kìa. Lầy thì vào school này. Chin xe gì đây? Chin à? Ủa? Có mỗi thằng này thôi sao ta? What the hell? Vâng, thế thì cạn lời. Vâng. Đồng đội đeo hết rồi. Qua cứu thằng này này. Nó đang đau bụng. Ui dồi ôi, ôm bụng thoi thóp. Bò không thể bò xuống được đâu. Khổ. Ok, thằng này nhặt được mỗi khẩu lục. Ở đây không có ai sao ta? Bạn bè nó sang hết bà ở chung cư rồi. School chả có một ai. Sợ thật. Đây rồi, ui rồi, nó vừa giết người kìa. Ơ, con này múa lửa à? Vãi xoài. Ok. Ủa thằng kia nó tự sát bằng lửa anh em ạ. Vãi. Có cần phải như thế không? Ok, không biết là còn không. Còn thì cứ bơi hết vào đây. Tranh thủ lút ít đồ. Ủa chả có gì này. Này cũng chả có nhiều đồ. Mới lúc sơ đã đi phang nhau rồi. Ok, chắc là mình sẽ để sang đôi dốc nha. Chung cư thì hết rồi. Nếu còn thì cao lắm còn 1-2 thằng thôi. Mà nó thủ trong nhà thì khó lắm. Ngồi cam nhau đến bao giờ mới xong. Mất thời gian. À đồ SK này. Vâng, để lựa chọn được những cái khẩu súng bắn xa ấy thì các bạn hãy tìm cho mình những cái dòng súng đạn 7 AK hoặc SKS. Còn những cái dòng súng đạn xa những cái dòng súng đạn 5 thì không nên để bắn xa. Bởi vì nó rất là yếu. Cực kỳ yếu luôn. Không biết mobile này nó tính kiểu gì chứ mình bắn PC đạn 5 cũng khá là mệnh mà. Cũng có thể là chơi được. Nhưng ở mobile này người rất là trâu. Đạn 5 bắn mãi không chết anh em ạ. Còn đàn bài thì cực kỳ mạnh. Mình sẽ lên trên núi để nhìn xuống cho nó rõ rồi bắt đầu cong xuống. Ủa nghe tiếng bắn nhau à? Chắc mình sẽ đẩy xuống luôn. Chứ mà lên núi cam nữa thì rất là mất thời gian. Nhanh nào nhanh nào. Các bạn đừng giết nhau nhá. Để mình tới liếm. Đứng đây làm gì vậy? Tà Văn Hồ. Trong này có team Việt Nam rồi.
Ok. Thì giết nốt cái thằng này. Ui, lệch tâm rồi. Phí thế. Thằng này nó yếu lắm rồi. Thôi mình sẽ lên la liếm thằng này xem có đồ gì không. Ủa, thằng này AFK. Vãi xoài. Chắc là đang dỗi bạn đứng AFK luôn. Ui dồi ôi, mít hết này. Cay thế. Ôi, giàu vậy. Bác thế thằng này người rồi, không phải bot rồi. Kinh vậy. Sai lần các kiểu luôn. Thằng này chắc ở trên nhà Doraemon rồi. Cửa ra đi. Con lợn này, ok. Hết hồn. Fan Việt Anh, ui, team Việt Nam ạ. Hết hồn. Tận hai thằng anh em ạ. Ok, bọn này cũng vừa phải. Toàn Silent AR. Cái Silent nó rất là quan trọng anh em ạ. Cũng tùy thôi. Nhiều anh em thích bắn còn bé hơn. Tại vì nó giảm cái độ giật. Còn đồng Silent thì nó không có gì hết. Nó chỉ giảm thanh thôi. Ok. Tầm như này là được rồi. Chắc là clear rồi. Ủa? What the hell? Sao lại có một thằng chạy long nhông này? Ủa thằng này cắm auto chạy anh em ạ. Chắc là bị lag rồi. Khổ thân. Nó bị lag. Không có gì. Thính kia rồi, tuyệt vời. Mình chơi solo squad thì chưa bao giờ được cầm ốp. Mong là trận này sẽ được cầm. Cầu mong. Cứ solo squad mình toàn được nhặt MK14 thôi. Với lại AUG, Groza. M24 cũng ít khi. Hiếm thế không biết. Cái đậu xanh nó nữa. Vãi cả Groza. Ừ, cũng được. Groza bắn giảm thanh thì bá phết đấy. Ok, Groza full phụ kiện. Mình sẽ đánh xe lên một tí để cam thính nhá. Kiểu gì cũng có người đi nhặt thôi. Đây này, ui dồi ôi, mới nhắc luôn. Ui mệnh thế.
Vũ Milo à? Gắt vậy. Vâng, bạn này thích uống sữa đây này. Ok, không biết là bạn ấy có đồ gì ngon không? 8x. K luôn. Gắt vậy. Ok. Tuyệt vời. Groza cộng thêm K x8. Vâng, như này thì cũng phải gọi là cái set súng cũng khá là bá. Nhưng nếu mà bá nhất thì phải gọi là Groza cộng AW. Đấy là cái set bá nhất. Còn nếu mà không có ốp thì Groza cộng thêm M24 cũng tuyệt vời. Và thứ ba thì chắc chắn là Groza cộng thêm K98. Tại vì Groza là một cái khẩu súng rất là mạnh. Nó phải gọi là mạnh nhất. Ok. 2 kill cho cái thính này. Ui dồi ôi, kim đâu ra vậy? Ủa thế thằng này nhặt đâu ra cái kim vậy ta? Thế là chắc thằng này có đồng đội đi nhặt thính rồi. Và nó chỉ nhặt được mỗi cây kim thôi. Cạn lời. Còn đồng đội tham thế. Ủa, có người này. Thế là thính đã bị nhặt rồi. Ok, không biết là khu này có bao nhiêu người. Vãi xoài, thằng này nó đảo căng vậy. Này thì đảo chúng tôi đây. Ok, một nó. Luffy 92. Ủa, không có bạn à? Bạn đâu rồi? Lại Groza. Đúng không? Nó cũng còn có cả sai lần luôn. Mà tết đấy nào cứ toàn Groza ấy nhở? Thính đầu đã Groza rồi, thính sau cũng Groza. Cạn lời. Trong khu này có người này. Cho mình sẽ lên đồi cam xuống. Cầm K8X mà không làm những cái quả highlight thì hơi phí đấy. U rồi. Cái gì vậy? Vẫn chưa cam thì nó đã giã SML rồi. Ok. Này thì bắn tao rồi. Đợi tao bút máu đầy đủ đã. Muốn chơi thì chơi. Nhìn tao này, một bé. Này chạy qua cứu ấy. Ui dồi ôi, bắn mít rồi. Không biết là có bao nhiêu thằng. Bắn thế mà phí hết của rồi, chắc là ba thằng. Úi dồi ôi, làm gì căng vậy.
Vâng, nó đã đổi hướng sang bên này rồi. Nhìn hai thằng luôn, kiên chó. Ui dồi ôi. Cái này thì kiên chó này. Gì cơ? Thích thì cứ lao ra thôi. Vâng, gặp nhiều team Việt Nam ấy nhở. Này thì khô máu luôn này. Vẫn còn nữa. Cứu đi. Ngoài bo rồi, mình sẽ khô máu với bọn này luôn. Ok, bo tới nơi rồi. Nói chung là mình còn nhiều máu anh em ạ, không sợ. Sao mày xoắn? Chạy này. Úi dồi ôi, thằng này mất mũ rồi. Mất mũ rồi. Thằng nữa đâu, chạy ra đi. Ơ, cái gì đây? Cái gì đây? Có một thằng nữa. Chạy ra đi, ngại uống cái gì. Ngoài bo rồi, bắt buộc phải chạy thôi. Mình sẽ giả vờ đánh xe lên một đoạn nhé, để cho nó ra. Nó sợ lắm rồi, nó thủ luôn trong nhà rồi. Úi dồi ôi, bò đau thế nhở. Chắc mình phải chạy thôi. Bò đau quá anh em ạ. Úi dồi ôi, không biết có kịp vào bò không ý. Bơm liên tục anh em ạ. Ok, kịp rồi. Tuyệt vời. Bọn kia chắc chắn là phải outside hết rồi. Cái kết mà đấu với ân thì chỉ có chết thôi, không thể vào được bo đâu. Mình có xe mà. Cơ bản thằng có xe cũng sấp mặt ra đây. Chứ đừng có nói với thằng chạy bộ. Ok, tuy là nhiều máu nhưng suýt chết. Mình quá là khô máu với bọn kia rồi. Ok, chết luôn. Còn 4 thằng nữa. Mình sẽ lấy cái nhà to này để tiện quan sát xung quanh. Ủa, đâu ra chai nước hả? Thơm vậy. Bây giờ thì là ngồi đợi bo thôi. Mình ở giữa bo rồi. Ở những cái bo cuối này bọn đấy nó ninja anh em ạ. Rất khó để nhìn ra được bọn kia. Thì mệnh nó vào nhà này. Vào nhà ta làm gì vậy? Ok. Còn nữa không? Nghe tiếng lộp cộp ở dưới nhà. Lên luôn để mình sấy luôn. Ơ
Nó ở dưới chân nhà mình em ạ, không dám vào. Chắc nó nghe tiếng Groza giảm thình cằng quá, không thể để vào được. Còn 3 thằng nữa. Bọn này đáp bom nhiều thế. Bình tĩnh thôi, làm gì mà căng vậy. Nó ở sát mép bên này. Ui dồi ôi, nghe tiếng chân rồi. Phí thế. Rồi, nó bị xây chết rồi. Vãi xoài. Thằng đấy mình bắn yếu ấy. Groza tầm đấy viên vào người thì chắc chắn là M4 xây thêm vài viên nữa là chết thôi. Bây giờ sẽ là tình huống 1v1 và nó ở bên sát mép nhà mình. Ngon thì đẩy lên luôn. Còn mình cũng chả dám xuống anh em ạ. Thì là cầm Groza nhưng chả dám xuống. Cũng sợ phết. Tại vì chưa biết được cái gốc của nó. Mình chỉ nghe loáng thoáng tiếng chân bên này thôi. Có nên đẩy xuống không ta? Bây giờ cũng sợ anh em ạ. Bây giờ sao ta nhỉ? Hãy để lên đi. Rồi bên này này. Bùm, nổ trúng rồi đấy. Tại sao không giết được nó nhỉ? Nó ở góc bên này mà. Bồi thêm quả bom nữa. Ui, bơm máu kìa. Đấy, chết này. Ơ, không có kill. What? What the hell?